Xin kính chào các bậc phụ huynh cùng các em học sinh. Các em học sinh thân mến, hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chữa các bài tập trong bộ túi toán lớp 5. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chữa các bài tập trong chuyên đề 5. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số. Phần 1. Biết hiệu biết tỉ. Bài 1. Bộ siêu thị nhập số vỉ trứng gà nhiều hơn số vỉ trứng vịt là 8 vỉ. Biết số vỉ trứng gà bằng 6/5 số vỉ trứng vịt. Hỏi siêu thị đó nhập bao nhiêu vỉ trứng gà? Vậy ở đây đề bài cho chúng ta số vỉ trứng gà bằng 6/5 số vỉ trứng vịt. Vậy trước tiên cô sẽ vẽ được sơ đồ. Số vỉ trứng gà là 6 phần và số vỉ trứng vịt là 5 phần. Chúng ta có sơ đồ. Số vỉ trứng gà sẽ là 6 phần và số vỉ trứng vịt là 5 phần. Vậy đây cô sẽ có số vỉ trứng gà nhiều hơn số vỉ trứng vịt là 8 vỉ. Vậy đoạn sơ đồ này sẽ tương ứng với 8 vỉ trứng. Vậy nhìn vào sơ đồ thì chúng ta có thể tính được hiệu số phần bằng nhau giữa số vỉ trứng gà và số vỉ trứng vịt là. Ở đây chúng ta sẽ lấy 6 phần trừ cho 5 phần và bằng 1 phần. Đề bài yêu cầu chúng ta tính số vỉ trứng gà mà siêu thị nhập về. Vậy đây cô sẽ có siêu thị nhập về số vỉ trứng gà là. Ở đây chúng ta sẽ lấy hiệu giữa số vỉ trứng gà và số vỉ trứng vịt là 8 vỉ chia cho hiệu số phần bằng nhau để tìm được giá trị của một phần trên sơ đồ. Sau đó chúng ta sẽ nhân với số phần của số vỉ trứng gà, ở đây là 6 phần. Ở đây cô sẽ có kết quả là 48 vỉ. Vậy siêu thị đã nhập về tất cả 48 vỉ trứng gà, đáp số 48 vỉ trứng gà. Bài 2. Trang trại nhà Mai nuôi số con bò bằng 3/5 số con lợn và ít hơn số con lợn là 10 con. Hỏi trang trại nhà Mai nuôi bao nhiêu con bò? Vậy đây chúng ta có số con bò bằng 3/5 số con lợn. Vậy trước tiên ở đây cô sẽ vẽ được số con bò là 3 phần và số con lợn là 5 phần bằng nhau. Chúng ta có sơ đồ. Số bò và số lợn. Số bò sẽ là 3 phần và số lợn là 5 phần. Và đây chúng ta có số con bò ít hơn số con lợn là 10 con. Vậy đoạn sơ đồ này sẽ tương ứng với 10 con. Vậy nhìn vào sơ đồ thì chúng ta có thể tìm được hiệu số phần bằng nhau giữa số con bò và số con lợn là. Chúng ta sẽ lấy 5 phần trừ cho 3 phần và bằng 2 phần. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm số con bò trong trang trại nhà Mai. Trang trại nhà Mai có số con bò là. Chúng ta sẽ lấy hiệu giữa số lợn và số bò là 10 con chia cho hiệu số phần bằng nhau, ở đây là 2 phần, và nhân cho số phần của số con bò, ở đây chính là 3 phần và bằng 15 con. Vậy trang trại nhà Mai nuôi 15 con bò, đáp số 15 con bò. Bài 3. Một thửa ruộng dạng hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 8m và bằng 7/3 chiều rộng. Tính chiều dài của thửa ruộng đó. Vậy đây chúng ta có chiều dài bằng 7/3 chiều rộng. Vậy trước tiên chúng ta sẽ vẽ được sơ đồ. Chiều dài là 7 phần bằng nhau và chiều rộng là 3 phần bằng nhau. Chúng ta có sơ đồ. Chiều rộng ở đây sẽ là 3 phần bằng nhau và chiều dài là 7 phần bằng nhau. Và đây chúng ta có chiều dài hơn chiều rộng là 8m. Vậy cô sẽ có đoạn sơ đồ này tương đương với 8m. Vậy nhìn vào sơ đồ thì chúng ta có thể tìm được hiệu số phần bằng nhau giữa chiều dài và chiều rộng là. Đây chúng ta sẽ lấy 7 phần trừ cho 3 phần và bằng 4 phần. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm chiều dài theo yêu cầu của bài toán. Chúng ta có chiều dài của thửa ruộng là. Để tìm chiều dài chúng ta sẽ lấy hiệu giữa chiều dài và chiều rộng chia cho hiệu số phần bằng nhau, ở đây chính là 4 phần, để tìm được giá trị của một phần trên sơ đồ. Sau đó chúng ta sẽ nhân với số phần của chiều dài, ở đây chính là 7 phần. Và cô sẽ thu được kết quả là 28m. Vậy chiều dài của thửa ruộng nó là 28m. Vậy chiều dài của thửa ruộng nó là 28m. Đáp số 28m. Bài 4. Vườn nhà Chi có số cây hoa hồng bằng 4/7 số hoa ly bằng 4/7 số cây hoa ly. Biết số cây hoa hồng ít hơn số cây hoa ly là 72 cây. Mẹ Chi thu hoạch hoa hồng và bán mỗi cây với giá 65.000 đồng. Hỏi nếu bán hết số hoa hồng trong vườn nhà thì mẹ Chi thu được bao nhiêu tiền? Vậy đây trước tiên chúng ta có vườn nhà Chi có số cây hoa hồng bằng 4/7 số cây hoa ly. Vậy trước tiên cô sẽ vẽ được sơ đồ. Số hoa hồng là 4 phần và số hoa ly là 7 phần. Chúng ta có sơ đồ. Hoa hồng sẽ là 4 phần bằng nhau và hoa ly sẽ là 7 phần bằng nhau. Và đây chúng ta có số cây hoa hồng ít hơn số cây hoa ly là 72 cây. Vậy cô có đoạn sơ đồ này sẽ tương ứng với 72 cây. Vậy nhìn vào sơ đồ chúng ta có thể tìm được hiệu số phần bằng nhau giữa số cây hoa ly và số cây hoa hồng là. Chúng ta sẽ lấy 7 phần trừ cho 4 phần và bằng 3 phần. Ở đây đề bài hỏi chúng ta là nếu bán hết số cây hoa hồng trong vườn thì mẹ Chi thu được bao nhiêu tiền? Vậy trước tiên chúng ta sẽ đi tìm số cây hoa hồng trong vườn nhà là bao nhiêu? Vậy chúng ta có số cây hoa hồng trong vườn nhà là. Để tìm số cây hoa hồng chúng ta sẽ lấy hiệu giữa
hoa ly và hoa hồng là 72 cây, chia cho hiệu số phần bằng nhau là 3 phần để tìm được giá trị của một phần. Sau đó nhân với số phần của số cây hoa hồng, ở đây chính là 4 phần và bằng 96 cây. Vậy ở đây mẹ sẽ bán đi 96 cây hoa hồng. Và đề bài cho biết mẹ bán mỗi cây với giá 65.000 đồng. Vậy số tiền mà mẹ chi bán hết hoa hồng sẽ là 96 nhân với 65.000 đồng, tức là tổng số hoa hồng trong vườn nhà nhân với giá tiền của mỗi cây hoa hồng. Vậy đây chúng ta có, nếu bán hết số hoa hồng trong vườn nhà thì mẹ chi thu được số tiền là, chúng ta sẽ lấy số cây hoa hồng là 96 nhân với giá tiền của một cây hoa hồng là 65.000 đồng. Và đây cô sẽ thu được kết quả là 6.240.000 đồng. Vậy nếu bán hết số cây hoa hồng trong vườn nhà thì mẹ sẽ thu được là 6.240.000 đồng, đáp số 6.240.000 đồng. Các em học sinh thân mến, như vậy cô đã hướng dẫn các em chữa xong phần 1, biết hiệu biết tỉ. Ở trong video lần sau, cô sẽ hướng dẫn các em chữa bài tập tự luyện của phần biết hiệu biết tỉ. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở trong video lần sau.